Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tỉa một bông hoa hồng từ đu đủ xanh bằng phương pháp chẻ cánh kết hợp với tỉa bằng dao tỉa. Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có đu đủ xanh, chúng ta sẽ dùng một khúc khoảng 7 cm, kéo thủ công, dao bổ cau, mộc thực phẩm và dao tỉa. Đầu tiên thì đu đủ xanh chúng ta sẽ chia ra khoảng 5 phần và dùng dao bổ cau để chúng ta đi lớp cánh đầu tiên. Chúng ta đi lớp đầu tiên có 5 cánh. Lớp này sẽ là đai của bông hoa hồng. Xong lớp đầu tiên, tiếp theo là chúng ta sẽ dùng dao bỏ phần thừa giữa hai cánh. Bỏ phần thừa để tạo cái khuôn cho lớp cánh tiếp theo, đồng thời là để tạo khoảng cách giữa các lớp cánh. Sau khi đã loại bỏ phần thừa thì chúng ta sẽ đi lớp cánh thứ hai. Lớp cánh này sẽ so le với cái lớp đai ngoài cùng. Các bạn để ý tay của mình nhé. Là khi bổ thì chúng ta phải dùng cái cổ tay trái, chúng ta lắc thì dao nó sẽ dễ đi hơn và nó sẽ mượt hơn. Xong lớp thứ hai thì chúng ta sẽ cắt ngắn đi khoảng 2 mm, tiếp tục bỏ phần thừa để tạo khuôn và tạo khoảng cách cho lớp cánh thứ ba. Sau khi đã bỏ phần thừa thì chúng ta tiếp tục đi cánh. Khi đi cánh thì chúng ta chú ý là phần đầu nó sẽ mỏng và phía dưới thì chúng ta sẽ dày hơn để giữ cánh. Cái lớp cánh sau thì sẽ so le so với lớp cánh trước. Xong lớp cánh chúng ta lại tiếp tục loại bỏ đi 2 mm. Và bỏ đi phần thừa. Bỏ phần thừa thì cái phần trên dày, phần dưới đi xuống nước sẽ mỏng, thì chúng ta sẽ dễ dàng loại bỏ. Chúng ta sẽ đi khoảng 4 lớp cánh bằng cái dao bổ cao này. Đi xuống phía dưới thì chúng ta nhớ là chỉ đi bằng mũi dao thôi, để nó không chạm, không đứt cái cánh gần đó. Sau khi xong 4 lớp cánh thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ dùng dao tỉa để loại bỏ cái phần thừa và đi cánh nụ nhé. Các bạn dùng dao tỉa loại bỏ phần thừa bo tròn và chúng ta tiếp tục đi cánh
chúng ta sẽ đi khoảng 3 cánh, 3 cánh một lớp nụ. Cánh này là cánh nụ cơ bản của tiểu hoa hồng. Chúng ta cứ tỉa cho hết cái phần trong của khối nguyên liệu. Nếu mà đu đủ có bạn đặc thì các bạn cứ tiếp tục tỉa cho hết các bạn nhé. Thì càng nhiều lớp cánh thì càng đẹp. Thế nên là khi mà lấy nguyên liệu thì chúng ta cũng nhớ là lấy cái phần về cuống của quả đu đủ, vì phần này nó sẽ đặc, thì chúng ta có thể đi nhiều lớp cánh hơn. Đây là chúng ta đã xong phần tỉa cánh. Bây giờ sẽ chuyển qua là bước sửa cánh. Chúng ta sẽ dùng kéo thủ công nhé các bạn. Phần đài thì chúng ta sẽ sửa nhọn đầu. Chúng ta cứ sửa từ lớp ngoài vào trong. Đây là chúng ta đã sửa xong phần đài. Tiếp theo đến phần cánh của hoa. Từ lớp cánh thứ hai thì chúng ta sẽ sửa tròn nhưng mà hơi nhọn đầu. Lớp thứ hai nhưng chính là cái lớp đầu tiên của cánh hoa, đúng không ạ? Chúng ta cứ dùng kéo và sửa cho đến hết cánh, sửa từ ngoài vào trong. Các bạn nhớ là chúng ta mở rộng kéo để sửa thì chúng ta sẽ chỉ đi một lần thôi, không phải sửa đi sửa lại, không phải dùng nhiều lần cắt thì cánh nó sẽ không mượt. Sau khi sửa cánh xong thì chúng ta sẽ ngâm vào nước lã. Chúng ta ngâm nước lã khoảng 10-15 phút để cho đu đủ hút nước thì nó sẽ cứng lại và chúng ta dễ dàng uốn cánh. Sang bước uốn cánh nhé. Đài thì chúng ta uốn cong ra ngoài. Hai lớp cánh ngoài thì chúng ta dùng tay các bạn vuốt để cho nó cong ra phía ngoài. Nó sẽ xòe ra giống bông hồng đang nở. Ở lớp trong thì chúng ta lại dùng tay chúng ta uốn cụp vào phía trong. Sau khi xong công đoạn uốn thì chúng ta có thể là ngâm cái hoa đu đủ này vào trong nước phèn. Bạn pha một chút nước phèn. Các bạn ngâm 15 phút để cho cánh hoa nó được định hình cánh. Các bạn có thể để hoa đu đủ nó màu trắng hoặc là các bạn tô màu theo sở thích. Ở đây mình sẽ tô màu đỏ hồng. Tô màu thì các bạn dùng chổi và các bạn tô phía viền ngoài. Tô phía viền ngoài của cánh hoa. Tô phía đầu trên của cánh hoa. Các bạn cứ tô, sau khi tô xong thì chúng ta có thể xả nước. Xả nhanh với nước để màu nó sẽ xả bớt đi và nó sẽ loang xuống thì màu nó sẽ tự nhiên hơn.
Đây các bạn thấy không ạ? Sau khi mà chúng ta xả đi thì cái màu nó rất là nhẹ nhàng và không còn bị đậm hơn nữa. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bông hoa hồng bằng phương pháp chẻ cánh và nhuộm màu. Chúc các bạn thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và nhớ rất là ủng hộ kênh của mình bằng cách là like, chia sẻ và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn nhé.